Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Thẩm Tùng Dung lái xe phóng đi, hú lên một tiếng. Cô cười hỏi Bạc Dực, có phải là siêu đã không? Bạc Dực ôm chặt eo cô đáp, ừm. Còn Thẩm Tùng Dung thì chóng mặt thầm nghĩ, ba vòng, tròn chỉnh ba vòng rồi. Chồng à tại sao anh vẫn còn bình tĩnh vậy chứ? Bạc Dực ngồi phía sau nhìn vợ mình rồi mỉm cười tựa vào đầu cô. Cô thầm nghĩ, rõ ràng mới bắt đầu còn có chút lo lắng tại sao chỉ mới có một vòng mà anh đã nhanh chóng ổn định lại rồi hả có điều nhanh như vậy đã bình tĩnh lại không hổ là chồng của mình không 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 được mê trai không thể thỏa hiệp nhanh như vậy được không thể quên mục đích của mình khiến cho ông chồng đẹp trai phải chóng mặt bằng cách này anh ấy sẽ không nhớ chuyện buổi sáng và chuyện khi tôi còn nhỏ nữa rồi vậy mình tất nhiên cũng sẽ không nói ra sơ hở gì nữa lượn núi vòng thứ tư bắt đầu thế là cô liền tiếp tục lao đi ban đêm cô liền suy nghĩ không được rồi còn tiếp tục nữa thì mình cũng sẽ bị chóng mặt mất rồi anh thấy cô run rẩy đi xuống xe thì lo lắng hỏi tùng dung em vẫn ổn chứ thẩm tùng dung cười mũ bảo hiểm ra đáp không sao em vẫn ổn anh cũng cười mũ bảo hiểm ra tùng dung nhìn anh thẩm mỹ không khoa học mình cũng sắp chóng mặt rồi người đàn ông này còn vẫn giống như người bình thường lẽ nào tác chiến của mình thất bại rồi ư anh định bước đến gần cô nhưng rồi lại loạn trọng vội chống vào thân cây nói thật ngại quá có lẽ anh có hơi chóng mặt cô liền nhìn anh mà bật cười anh ngại ngùng đáp khiến em chê cười rồi cô vỗ vai anh bảo cái này thì có sao đâu ông xã đôi khi yếu đuối Em cảm thấy vô cùng đáng yêu." Nói thế nhưng cô thầm nghĩ, đại tổng tài cũng khá điềm tĩnh, lúc trước còn giả vờ giống như người không bị gì vậy. "Em biết mà, kỹ năng lái xe của em sẽ không thua." Rồi cô liền nắm tay anh kéo anh đi và nói, "Nào, ngồi ở đây." Hai người ngồi ở trên núi ngắm cảnh, cô hỏi anh, "Thế nào đẹp đúng chứ?" Anh nhìn khung cảnh bên dưới đáp, "Đẹp." Cô bảo anh, "Em thấy bình thường anh luôn ngồi trong phòng làm việc rất bận rộn, cho nên muốn dẫn anh đến xem thử." Mặc dù cũng khá phổ biến, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó vẫn có cảm giác như pháo hoa trên nhân gian cảm giác được sống trên thế giới này thật sự rất tuyệt vời cô thầm nghĩ còn lâu mới nói trước khi gặp anh nhìn thấy nó khi đang tìm đường đi hóng gió nhân tiện dẫn anh đến đây xem anh nắm lấy tay cô nói tùng dung cảm ơn em đối với anh mà nói gặp được em là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này rồi anh liền hôn lên trán cô làm cô đỏ bừng mặt anh tiếp tục bảo chính em là người đã đưa anh trải nghiệm niềm vui khác biệt trong cuộc sống ở bên em anh luôn mong chờ điều bất ngờ tiếp theo của em anh có phải đã quá phụ thuộc vào em rồi nhưng anh thật sự rất thích em đó tùng dung cô nghe thấy thế thì ngây ra rồi nói Bạc Dực, thật ra em. Bỗng pháo hoa xuất hiện làm hai người giật mình, pháo hoa từ đâu ra vậy chứ? Tại vì sao khi mình sắp nói ra sự thật thì lại có pháo hoa chứ? Ông xã đẹp trai anh ấy, anh ấy, anh ấy thế mà lại tỏ tình nghiêm túc như vậy, mình sao còn có thể lừa anh ấy chứ? Anh nhìn cô thầm nghĩ, vừa rồi cô ấy là muốn nói gì với mình sao? Đáng tiếc, cơ hội thật là không đúng lúc, cứ coi nó như sắc màu mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta đi. Còn cô thì nghĩ, không muốn tiếp tục che giấu nữa, mình muốn nói cho anh ấy biết tất cả những gì về mình, cho nên nói sự chân thành là chìa khóa của mọi thứ về đến nhà thẩm tùng dung đẩy bạc dực ngồi xuống ghế nói chồng à anh ngồi ở đây đi rồi cô chạy đi lấy nước đồ ăn vặt và cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh cho anh bạc dực bị bao quanh bởi đồ ăn vặt thì ngưng ngác thế rồi thẩm tùng dung ngồi đối diện anh thể hiện vẻ nghiêm túc chồng à em có chuyện muốn nói anh thấy cô nghiêm túc vậy thì có hơi sợ hãi rồi giả bộ ngáp ngủ bảo nói luôn bây giờ hả anh hơi buồn ngủ cô lập tức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh hỏi sao lại buồn ngủ rồi có phải là em làm anh mệt không rồi cô nắm tay anh bảo chồng em thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, anh mỉm cười bảo, được, em nói đi, thật ra anh chỉ là muốn em ngồi bên cạnh anh thôi, rồi cô bịt miệng anh nói, được, thời gian tiếp theo đây không được cho em. Anh liền gật đầu, thẩm tùng dung thở dài, thật ra thật ra em muốn nói, thật ra em muốn nói là em là người xuyên không nhưng cô lại nói thành người háo sắc. Bạc Dực nghi hoặc, người háo sắc, rồi anh liền đỏ mặt, cô cũng đỏ mặt rồi giải thích là em muốn nói em là người xuyên không, nhưng đều biến thành nói người háo sắc. Anh nghe xong thì liền bật cười cô vội vã đến gần anh bảo, Em thật sự muốn nói với anh, liên quan đến lai lịch của em thật ra em là. Anh đưa ngón tay lên chặn miệng cô bảo, "Được rồi, anh biết rồi. Anh biết em có thể có bí mật nhỏ nhưng không sao cả. Anh rất hưởng thụ quá trình đi tìm hiểu bí mật của em." Cô nghe vậy thì ngơ ra, "Anh ấy biết những gì rồi biết bao nhiêu rồi? Không phải chứ mình nói là LSP mà sao phản ứng của anh ấy bình thường thế? Hình như quan trọng không phải là điều này vấn đề là mình không thể nói cho anh ấy chân tướng được, xem ra thế giới này có quy tắc mình không thể nói quá nhiều. Lẽ nào phải đợi tất cả kết thúc thì mới có thể nói ra sao?" Anh xoa đầu cô bảo được rồi mấy ngày sau anh được nghỉ muốn đi đâu cô liền đáp hay là chúng ta đi xem đêm lập tim của quả quả đi anh nghi hoặc quả quả người bạn kia của em à cô gật đầu ừm là bạn tốt quen trong sâu là một cô gái cực kỳ đáng yêu cô thầm nghĩ còn là nữ chính của cuốn sách này nữa nhưng mà mình không nhớ quả quả có thể xuất đạo hay không nhưng nếu cậu ấy là nữ chính thì chắc không có vấn đề gì đâu anh gật đầu được vậy chúng ta xem hôm sau luật dạ bước vào quán cà phê anh ta nhìn thấy mục tử minh thì lên tiếng hóa ra người phỏng vấn tôi là cậu mục tử minh thấy anh ta thì ngây ra là anh cậu thầm nghĩ thì ra là anh ta bảo sao cứ thấy tên quen quen luật dạ ngồi xuống nói hóa ra cậu không nhớ tôi hả tôi còn tưởng cậu nhận ra tôi nên mới phỏng vấn tôi đó mục tử minh vội xua tay bảo không phải tôi hẹn anh phỏng vấn là vì cảm thấy cv của anh phù hợp là do năng lực của bản thân anh không có mở cửa sau gì đó đâu luật dạ bảo vậy nể mặt chúng ta từng có duyên gặp có thể cho tôi qua phỏng vấn không anh ta mỉm cười thì ra cậu ta còn có quan hệ với thẩm tùng dung nhìn cậu ta dễ nắm bắt như này chẳng phải mình đã bước được nửa chân vào phòng làm việc của thẩm tùng dung rồi sao mục tử minh mỉm cười hình ảnh của anh rất tốt cv cũng rất ổn nhưng tôi vẫn phải hỏi anh vài câu dù sao anh cũng đang phỏng vấn quản lý nghệ sĩ luật dạ cười nói tất nhiên tôi hiểu rồi cậu hỏi đi sau một thời gian mục tử minh đáp lại ừ tôi đã hiểu yêu cầu và quan điểm của anh rồi ba ngày công việc sau tôi sẽ gọi điện thông báo kết quả cho anh luật dạ lên tiếng không thể nói kết quả luôn sao tôi thật sự rất cần công việc này mục tử minh đẩy mắt kính tôi phải thông báo cho nghệ sĩ về tình huống phỏng vấn cuối cùng thì tùy cô ấy quyết định luật dạ để lộ đôi mắt nguy hiểm cầm tay mục tử minh nói ngài mục nhìn tôi rồi anh ta liền lấy đồng hồ của mình ra thôi miên mục tử minh tại cửa vip thẩm tùng dung nhìn ngó xung quanh quả nhiên lúc sắp bắt đầu thì bên ngoài sẽ không có mấy ai thế là cô liền kéo tay bạc rực đi được rồi đi xem quả quả đê bút nào bạc rực chỉnh mũ lâu lắm rồi không cải trang như thế này thẩm tùng dung lên tiếng mặc dù anh đã rời khỏi giới giải trí rồi nhưng cũng không thể đảm bảo không có người nhận ra khuôn mặt đẹp trai này của anh em không nỡ nhìn anh bị người khác vây xem đâu anh gật đầu ừ nghe lời em cửa vừa mở ra bên trong fan đều hú hết kha nhan tôi yêu em nhị y nhị y số 1. bios của tôi hôm nay chắc chắn sẽ debut thẩm tùng dung nhỏ giọng nói với bạc rực vị trí ngồi mà quả quả giữ cho chúng ta là chỗ có tầm nhìn tuyệt nhất chỗ này đèn tối không rõ nên bỏ khẩu trang trên sân khấu nhóm nhạc của quả quả đang múa hát cô đeo sực cho bạc rực rồi hô lên quả quả sau một hồi em xin nói cuối cùng cũng đến thời khắc hồi hộp này sau bao nhiêu tháng thi đấu căng thẳng cũng như sự giúp đỡ từ quý khán giả cuối cùng thì đã có danh sách thành viên debut rồi đây xin mời ba vị cố vấn của chúng ta tuyên bố thành viên được debut nào thẩm tùng dung thầm nghĩ dịp quan trọng như vậy lại không mời lịch cảnh niên lên sân khấu mc nói cuối cùng cũng đến thời khắc chào mừng nhóm thần tượng mới của chúng ta thẩm tùng dung thầm nghĩ dù sao hai người họ cũng là nam nữ chính chắc chắn không sao đâu nhỉ mc bắt đầu xin được chúc mừng thí sinh debut xếp hạng thứ hai là thẩm tùng dung nói với bạc dực nếu quả quả debut chúng ta hãy bí mật hẹn gặp cô ấy để chúc mừng nhé anh vẫn chưa gặp cô ấy nhỉ anh gật đầu được thẩm tùng dung vui sướng ông xã đẹp trai đúng là chiều mình vô điều kiện mặc dù không thể nói cho anh ấy biết lai lịch của mình nhưng mình nhất định sẽ thay đổi kết cục của hai bọn mình mc tiếp tục hô lên thời khắc cuối cùng đến rồi trước mắt đã công bố 9 thành viên trong nhóm vậy thì thành viên còn lại cũng chính là top một của chúng ta sẽ là thí sinh nào đây xin mời cố vấn sally của chúng ta công bố cố vấn nói trước khi công bố tôi muốn nói một câu với tất cả thí sinh đang ngồi ở đây nếu thích sân khấu thích ca hát thích tỏa sáng xin hãy kiên trì với ước mơ của mình đến cùng đừng để nó tan vỡ nhé. Tất nhiên những cô gái đeo bút ngày hôm nay đã chứng tỏ được thực lực giá trị thương mại và sự yêu mến của khán giả dành cho mình, hy vọng mọi người dũng cảm tiến lên phía trước. Xin được chúc mừng thành viên xếp vị trí thứ nhất chính là Dương Nhị Y, cô ta nghe xong ngơ ra rồi đi lên sân khấu nhận hoa khóc nói. Thật sự là em ư không phải là em đang mơ đấy chứ, MC liền bảo, tất nhiên là em rồi Nhị Y. Cô ta lên tiếng, thật sự rất cảm ơn mọi người, không ngờ, thật sự không ngờ mình lại có thể debut với thành tích top 1. Em xin được cảm ơn cố vấn Sally cố vấn Lâm Lộ, cảm ơn những fan đã luôn đồng hành và ủng hộ em. Còn có các thành viên đã luôn sát cánh bên nhau, bên dưới để hô lên, nhị y số 1. Nhị y số 1, nhị y đây là điều em nên nhận được, Thẩm Tùng Dung kinh ngạc khi tô hồng quả lại ở vị trí thứ 11. Không ngờ xếp hạng của quả quả lại là vị trí thứ 11, chẳng phải là bị chặn thứ hạng ư? Bạc Dực cũng để ý vợ mình tâm trạng không ổn, Thẩm Tùng Dung tự hỏi, thực lực toàn diện của quả quả luôn thuộc top đầu mặc dù các hot search bất lợi trước đó có tác động tiêu cực rất lớn, nhưng phía biên tập cũng đã thanh minh nói rõ là hiểu nhầm rồi điều này mang lại một lần fan hâm mộ mới cho quả quả cô đứng bật dậy bạc sực vội bảo bình tĩnh đừng nóng này cô kéo anh ra thầm nghĩ dù thế nào cho dù quả quả không lọt vào top 3 thì việc ở trong top 10 cũng không thành vấn đề hơn nữa xét về kỹ năng hát vũ đạo và độ nổi tiếng thì không đến lượt dương nhị y đứng nhất cô đi ra ngoài bực mình mắng chắc chắn là tiết mục này cố ý sao quả quả có thể bị xếp ở sau chứ bảng xếp hạng có vấn đề tổ tiết mục độc ác em nên biết từ sớm mới phải ban đầu tiết mục này có thể ép em rời đi thì cũng có thể đối xử với quả quả như vậy khi đó em nghĩ rằng em rời đi thì tổ tiết mục sẽ không rời cho nữa quả quả rất thích sân khấu sau này cô ấy phải làm sao rồi cô xoay người nói còn có cả lịch cảnh nên nữa cả quá trình anh ta hoàn toàn im lặng thế là thế nào sao anh ta có thể để quả quả chịu cảnh này không được em phải đi hỏi tổ tiết mục không thể để bọn họ bắt nạt thế được bạc rực giữ cô lại nói đừng nóng vội bây giờ chắc có rất nhiều bên truyền thông đợt để đưa tin về nhóm thành viên mới này chúng ta cứ xem thử có thể ra sau khán đài không nếu không được chúng ta ở ngoài đợi cô ấy đợi đến khi liên lạc được với cô ấy rồi hỏi rõ mọi chuyện được không thẩm tùng dung nghiến rằng sao quả quả có thể không được đê bút chứ cô ấy chính là nữ chính tình tiết quan trọng như vậy sao có thể xảy ra sai sót được lẽ là do mình đã can thiệp vào cốt chuyện trước đó không cô được bạc rực ôm vào lòng nghĩ làm thế nào đây rốt cuộc phải làm thế nào tình tiết đã thay đổi rồi vậy tình tiết tiếp theo của nguyên tắc có còn xảy ra trong tương lai không mọi người bắt đầu vây quanh nghị y khai ngợi nghị y cậu giỏi quá có phải cậu sẽ ký hợp đồng với y tế không nghị y, có phải lát nữa sẽ nhận phỏng vấn tuần san giải trí không nghĩ y nghĩ y nghe nói cậu đã có một đại ngôn và hai quảng cáo có phải là thật không các nhà tài trợ chương trình cũng sẽ ưu tiên chọn cậu làm người phát ngôn đúng chứ dương nghị y được mọi người vây quanh thì vô cùng kiêu ngạo bỗng cô ta nhìn thấy bóng dáng của tô quả quả thì đáp mọi người yên tâm dương nghị y tôi trước giờ đều làm việc với đúng lương tâm mình mọi người đối tốt với tôi tôi đều ghi nhớ trong lòng tương tự như người đắc tội tôi trong lúc luyện tập tự hiểu trong lòng ha mọi người liền kêu lên Nghĩ y cậu thật tốt tô hồng quả đi ra ngoài nghe mọi người bàn tán nghĩ tớ luôn ở chung đội với cậu đấy từ lúc đầu tớ đã cảm thấy cậu sẽ debut tô hồng quả rời đi đi ngang qua một căn phòng thì nghe thấy chị hàn đang mắng lịch cảnh nên cậu đừng có ầm ĩ với tôi bây giờ cậu còn chẳng thể bảo vệ mình còn dám gây sự với lão nương sao lịch cảnh nên hồ cuộc thi này không công bằng sao tô hồng quả lại có thể trượt vị trí debut tiết mục và tài năng ca hát nhảy múa của cô ấy mọi người đều rõ như ban ngày chị hàn gào lên rõ như ban ngày ai bảo ai nào đừng nói với tôi là cậu lịch cảnh niên đáp tất nhiên là khán giả Độ thảo luận và độ nổi tiếng trong chương trình của cô ấy không hề thấp các người làm như vậy không nghĩ đến việc gây phẫn nộ dư luận ư? Ừ. Chị Hàn lập tức đập ghế bên cạnh lịch cảnh nên nói, cậu lăn lộn trong giới giải trí cũng lâu rồi nhỉ, cậu nói công bằng với tôi, công bằng là thứ mà cậu muốn là có chắc. Còn nữa ai cho cậu nói chuyện vênh váo hống hách như thế với tôi, ngay khi lịch cảnh niên định cãi lại thì chị Hàn chỉ vào mặt anh nói, tôi khuyên cậu đừng quan tâm người khác nghĩ cho chính mình đi, tôi còn bận chuyện cậu xem xét lại mình đi, vì cô gái đó mà ngỗ nghịch với tôi hết lần này đến lần khác. Cậu thấy có đáng hay không, Bây giờ cậu bảo vệ mình còn khó còn muốn lo cho người khác." Lịch Cảnh Niên nghiến răng nói, "Hủy hợp đồng đi chị Hàn." Chị Hàn Liên mỉm cười nói, "Được thôi, mời cậu thanh toán số tiền bồi thường thiệt hại trong vòng 3 tháng nếu không chúng ta sẽ gặp lại trên tòa." Nói rồi chị ta xoay người rời đi để lại Lịch Cảnh Niên suy sụp bên trong phòng, cửa mở ra Tô Hồng quả bước vào gọi, "Thầy Lịch." Lịch Cảnh Niên giật mình ngẩng đầu lên hỏi, "Quả quả em khóc à? Có phải em đã nghe thấy những lời vừa rồi không? Em đừng buồn tôi." Rồi anh buông tay xuống nghĩ, "Mình thật quá kiêu ngạo." mình nghĩ rằng có thể bảo vệ em ấy kết cục lại biến mình thành kẻ ngốc trước mặt những người quan trọng nhất tô hồng quả hỏi anh thầy lịch vì em mà thầy hủy hợp đồng với tuyết tàng à lịch cảnh niên lắc đầu tất nhiên là không công ty chưa bao giờ coi trọng tôi tôi còn ngu ngốc làm trâu làm ngựa cho công ty làm gì nữa giờ tôi đã tỉnh ngộ nên mới quyết định hủy hợp đồng tô hồng quả nói từ khi tham gia đào tạo thần tượng thầy lịch lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em em có thể hỏi vì sao thầy lịch lại đối xử tốt với em như vậy không lịch cảnh niên đáp tất nhiên là vì tôi thích bỗng nhiên anh dừng lại nghĩ không được không thể tỏ tình vào lúc này. Bây giờ mình không một xu dính túi còn nợ một khoản 50 tỷ có lẽ quả quả sẽ thấy áy náy mà ở bên mình, nhưng đây không phải là điều mà mình muốn. Thế rồi anh ngồi xuống sofa đáp, "Bởi vì tôi cảm thấy em rất tài giỏi." Anh thầm nghĩ, mặc dù không thể nói ra nhưng rất muốn cho em mới biết, "Bởi vì tôi thích em, thích em đó, quả quả tôi thích em nhất trên đời, tôi muốn cho em cuộc sống tốt nhất. Tôi muốn già đi cùng em, nhưng dường như tôi luôn làm hỏng mọi chuyện, bây giờ anh chẳng còn tư cách để mà thích em." Tô Hồng Quả ngồi xuống cạnh anh đáp, "Nhưng em lại thích thầy Lịch Nha." bởi vì thích thầy lịch cho nên khi thầy lịch rút chúng vali của em và đưa em lên lầu mới vui đến thế khi thầy đến cứu em cực kỳ vui mỗi lần thầy dạy em đều cảm nhận được sự kỳ vọng thầy dành cho em nên là cho dù thầy lịch không có tình cảm với em cho dù em phụ lòng thầy lịch em cũng muốn bày tỏ lòng mình với thầy bởi vì nếu không nói em sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa lịch cảnh niên nghe thế thì đỏ mặt rồi lau nước mắt cho cô nói em chưa từng phụ lòng tôi trong mắt tôi em luôn là người tốt nhất anh thầm nghĩ sự kỳ vọng của tôi chỉ mong em luôn vui vẻ mà thôi bỗng cửa mở ra thẩm tùng dung xuất hiện nói cắt ngang hai người rồi thật ngại quá nhưng vẫn muốn nói cứu tinh đến rồi đây theo hướng tay cô chỉ bạc sực từ phía sau đi đến tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng